Thì có một đợt là một bạn hỏi là lúc mà để thoái vốn làm sao á, bao lâu thì tôi có thể thoái vốn được. Thì bạn trả lời là 3 năm. Nếu mà người ta hỏi là nếu 3 năm này em không có, tôi không thoái vốn thì là làm sao? Thì anh ta lại trả lời là sẽ mua lại cái cổ phần đó. Và tôi hỏi lúc là vào lúc đó anh không có tiền thì làm sao? Thì anh ta nói nếu vậy thì em chắc tự tử. Thì em chắc tự tử. What? Nếu em có tiền ra sau em nói là hứa mua đúng không? Đúng. Bây giờ lúc đó là tự khác rồi. Nó có nghĩa là em đã fail. Và giờ ta lúc đó em chắc là sẽ đi tự tử. Và câu chuyện rất vui ngoài lề của cái chương trình đó. Và tất nhiên là các bạn sắp có thể coi đây là bài học kinh nghiệm. Nếu như bạn trả lời nhà đầu tư rằng là bạn có thể tự tử thì không ai nhớ. Thì nhà đầu tư người ta sẽ rất là e ngại, người ta không nhìn thấy bản lĩnh của bạn. Thực sự là gọi vốn trong khởi nghiệp ấy, nó cần một lộ trình, một cần một kế hoạch và cần một chiến lược. Các bạn ấy cần phải có một cái sự chuẩn bị ở trong giai đoạn này, cần phải làm được một số việc, đạt một số mục tiêu, sau đó thì sẽ gọi được một cái số vốn là X gì, rồi làm một số những mục tiêu lớn hơn nữa, rồi gọi một cái số vốn là Y. Và người ta phải lên trước những cái kế hoạch, những cái vòng gọi vốn như vậy. Các cái startup ở nước ngoài ấy, thì họ rất là thông thạo việc này. Cho nên là thành thử ra là khi mà họ gặp một cái nhà đầu tư nào đó, họ sẽ nói là anh đang ở vòng gọi vốn thứ nhất của em. Và sau một năm nữa thì anh có cơ hội để anh bước vào vòng gọi vốn thứ hai. Và cái giá ở cái vòng thứ hai sẽ là số Y. Và lúc đó thì cái giá trị đầu tư của anh đã có thẳng dư rồi. Các nhà đầu tư khi mà họ đầu tư vào thì họ rất là quan tâm đến chuyện là ngoài cái chuyện là rủi ro rồi lợi nhuận thì người ta còn quan tâm là khi nào người ta thoái vốn được. Các startup lên được những cái kế hoạch gọi vốn cho những vòng tiếp theo ngay từ sớm ấy, khiến cho nhà đầu tư có một cái nhìn xa hơn. Và họ có thể kỳ vọng rằng họ sẽ thoái vốn thành công nếu như những cái điều kiện mà cái team đó làm được. Thế thì cái câu hỏi của anh Khánh là khi nào thì nên gọi vốn? Hãy trả lời một cái bức tranh tổng thể là bạn hãy lên một cái kế hoạch có trong đó có nhiều vòng gọi vốn để mà bạn có thể lên được một cái kế hoạch như thế. Đương nhiên là bạn phải am hiểu cái mô hình kinh doanh của bạn. Chứ còn nếu bạn không am hiểu gì rồi bạn cứ làm theo kiểu tự phát thì nhà đầu tư vào bạn cũng chẳng biết. Họ sẽ đặt câu hỏi là bao giờ tôi bán được? Là bạn đã không trả lời được rồi. Hiếu thấy là các startup hiện nay ở Việt Nam chưa chú ý đến việc này, dẫn đến cái cảnh là thiếu tiền thì đi gọi vốn. Cái tỷ lệ số lượng startup mà Hiếu gặp ấy, cứ mỗi lần đi gọi vốn mà anh ơi anh dẫn em đi gọi vốn thì không, em không gọi vốn là em chết mất rồi. Rồi bạn thân mến, nếu như bạn đi gọi vốn với một cái trạng thái như thế thì ai là nhà đầu tư sẽ đầu tư vào bạn, bởi vì lúc đấy là rủi ro của bạn đang ở mức độ rất cao. Mà nó lại phải là ok, em tham gia vòng gọi vốn này, bây giờ tiền của em vẫn còn chừng này để em làm một số mục tiêu sau, và chuẩn bị sẽ có bước 2, chuẩn bị cho có bước 3 nữa, và anh có thể đi đồng hành cùng em. Kế hoạch tài chính rõ ràng. Thì dựa trên những kinh nghiệm và gọi vốn chưa thành công từ các startup mà anh đã từng quan sát thì thường họ gặp phải những cái lỗi gì? Một cái lỗi rất phổ biến đấy là các bạn khởi nghiệp mà nói quá nhiều về sản phẩm của mình mà quên mất là không nói là tiềm năng thị trường ra sao. Trong khi tiềm năng thị trường mới là thứ nhà đầu tư quan tâm. Nên thành thử ra họ cứ say mê ở em có cái app này, em làm được việc này, em làm được việc này. Thì nhà đầu tư đã không chú ý đến họ. Và trong những cái giây phút đầu tiên như thế, cái ấn tượng được thiết lập. Mà nếu như bạn bỏ lỡ cái ấn tượng đó thì bạn rất khó để lấy lại, người ta không chú ý mất rồi. Hai cái vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư muốn biết. Một là tiềm năng thị trường ra sao. Và hai là đội ngũ của bạn có khả năng để làm cho điều đó trở thành hiện thực hay không. Nếu bạn trả lời thẳng vào hai vấn đề đó thì bạn sẽ có cơ hội. Cảm ơn anh rất nhiều.